Xin chào tất cả mọi người. Ngày hôm nay là một ngày rảnh rỗi của mình. Thì thôi, ngồi ở đây đọc một số cái bình luận cũng giống như là làm cái video đánh giá chiếc xe của mình sau gần 35.000 cây, sắp đi bảo dưỡng rồi. Lâu lâu có những cái video hỗ trợ xe dịch vụ, ngồi phân tích xem như với lại đọc bình luận một số anh em trả lời cho vui ha. Rồi, mình có lọc ra một số bình luận mình chụp mình lại nè. Mấy có anh em bình luận là mấy cái gioăng cao su nhanh xuống cấp thật, nhất là bên tài mình ra vô nhiều mốt nói nháo lão hóa, bên đó là nghe tiếng môi trường dội vào nhiều. Cái gioăng cao su bên tài đúng không, nó mốt nói nháo lão hóa. Rồi để xem thử coi cái gioăng cao su bên tài ha. Nè, đúng rồi nè. Anh em nhìn thấy không nè, muốn rắt tới đây là nhào hết rồi nè. Nè, đúng luôn. Mấy cái gioăng cao su bên tài, nhất là bên tài ra vô nhiều mốt nó nháo luôn, nghe tiếng môi trường dội vào nhiều. Ây da, đúng ha. Chính xác. Rồi, một cái vấn đề này đó, chạy được 1 năm rồi đó, cái gioăng cao su này nhá. Rồi bình luận gì nữa mấy bạn, nên mua K3 2.0 hay mua 1.6 vậy bạn? Chỉ đi gia đình thôi, thì gia đình thì 2.0 với 1.6 chứ là chả được. Mình thì mình vẫn ưu tiên động cơ mạnh hơn, mua 2 chấm chạy cho sướng. Thế thôi, mọi người tùy mọi người. Anh em sợ 2 chấm hao xăng thì anh em không có mua, chỉ nên mua 1.6. Còn mình thì chạy vừa chạy gia đình chạy dịch vụ mà mình còn dám mua 2.0, mình sợ gì đâu mà chạy mạnh nó sướng. Thế thôi, còn quan trọng là cảm giác người lái ha. Rồi, cái bình luận tiếp theo. Camera bắt cảnh trên đầu nên lắc qua lắc lại, xem một lúc chóng mặt say xe luôn. Thì ok bạn, cảm ơn góp ý. Tại vì á, thứ nhất là cái camera mình set up ở trên nón, nên những cái thao tác mình lái xe như thế này nè thì thoải mái cho mình. Mình không phải gắn camera ở trên ngực, nó sẽ khuất tầm nhìn. Mình chỉ gắn camera ở trên đầu. Nếu mà gắn trên đầu á, thì mình lúc mình chở khách á, mình nói chuyện thì mình lắc qua lắc lại, hoặc là bước xuống xe để chạy xe hoa mà mình mở cửa hoặc là mình lấy đồ cho khách á, nó sẽ lắc qua lắc lại, nên rất là mọi người xem có cảm giác bị chóng mặt. Nên khi anh em xem video, mình mong mọi người thông cảm cho mình cái khoản này nhá. Thật sự mong mọi người thông cảm cho mình cái khoản này. Rồi, nên mua K3 2.0 hay Bre, mua bản 2.0 hay mua bản 1.6 nhu cầu sử dụng gia đình. Cái câu này mình vừa trả lời rồi ha. Có anh em nào mua Kia K3 chỉ xem video của anh này quá 180 phút không ạ? Em là chứng minh nha, review quá sát, xem nhiều mê á. Ok, cảm ơn bạn rất là nhiều. Mua Kia K3 thì mình nghĩ là một trong những cái mẫu xe là phù hợp với nhiều giới trẻ, anh em hiểu không? Có nghĩa là cái mẫu xe này á, trẻ đi rất là hợp những bạn nào mà cái tuổi trẻ nhá. Những bạn nào tuổi trẻ đi rất là hợp, cảm giác nó nhìn nó nhỏ gọn, nó thể thao, nó đẹp ha. Và những bạn mà nữ đi cũng đẹp nữa, thì mình chạy xe hoa cũng gì cũng đẹp. Mua K3 vừa tầm khỏi cần mua K5 đó, anh em hiểu không? Chạy xe hoa các kiểu nó cũng đẹp. Nói chung là anh em mua xe thì xem review đánh giá ít thôi, quan trọng là cái sở thích của mình, chứ xem người này nói tốt người kia nói không tốt là bắt đầu là không thích mua là không được. Quan trọng là cái sở thích của mình, anh em thích mẫu này thì anh em mua, còn không thích thì thôi. Đấy, kiểu vậy nhá. Nói chung chở kiểu gì thì kiểu cũng tốn hơn nửa lít tới 1 lít. Cái này mình không hiểu bình luận lắm. Mình đang định mua xe này, xem được video của bạn hết lăng tăng sang tháng mua luôn. Ok các bạn, chúc mừng bạn nhé, chúc bạn đã có được xe mới. Anh có xài Android không? Nếu có xài anh đang dùng loại nào, giá bao nhiêu? Ok, chia sẻ với mọi người Android box của mình. Ok rồi, tao kêu cái miếng này nè, đâm ra là nó hơi khó chịu ha. Mình đã chia sẻ khá là nhiều rồi, còn 974 cây là đi bảo dưỡng nè. Mình đã chia sẻ khá nhiều với anh em của Android box.
Rồi, để mình đóng cửa lại. Rồi nhá. Cục anh tập Reebok. Đây. Reebok Carry Kit. Nhá. Mình xài được 5-6 tháng nay rồi, cũng gần như là lúc mua xe đến giờ sau tháng 2 tháng. Thì nói chung cũng khoảng 7 tháng rồi, 7-8 tháng rồi. 7-8 tháng xài cục anh Reebok. Rồi, ok. 7-8 tháng xài cục anh Reebok thì bây giờ là mình để xem mình coi có những cái gì. Đâu ta? Xem được YouTube nè nhá, xem được YouTube nhé. Xem được YouTube xong rồi mình xem được cái gì nữa. Mình xem được Vietmap. Vietmap thì nó có Vietmap Lite. Là cái Vietmap Lite này là mình tải về xong mình mua bản quyền để mình đi dọc đường mình xem cái tốc độ giới hạn tốc độ ok hơn. Giới hạn tốc độ mình đi đường an tâm hơn là Vietmap Lite. Còn nếu mà không có tải Vietmap Lite thì nó sẽ có Vietmap S2 có sẵn trên xe. Có sẵn trong cục Android Box. Đây. Trong cục Android Box nó có sẵn cái Vietmap S2 đây. Là cái Vietmap S2. Là cái này nó có sẵn, nó cũng đúng khá là đúng nhá, nhưng mà không có chuẩn bằng cái Vietmap Lite của mình đây. Cái Vietmap Lite này nó biểu thị đúng hơn. Và YouTube xem thoải mái, màn hình của mình Kia K3 Premium nó rất là to. Khỏi cần độ màn hình, mua cục Android Box. Và cái cục này thì lúc mình mua là 30 GPS signal lost. Lúc mình mua là cục Carry Kit Box Carry Kit. Anh em mà mua mình sẽ bình luận rồi mình sẽ đưa cái link sản phẩm cho anh em tham khảo anh em mua nhá. Mình đang xài nè. Cục Carry Kit này mình mua 3.4 triệu. Đúng là 3.4 triệu hay 3.5 triệu mình không nhớ nữa. Tầm đó thôi nhá. Rồi mình để ở đây, mình gắn vô mình để đây. Rồi còn gì nữa. Cái K3 em thấy người ta chạy dịch vụ đầy luôn. Ôi giời, K3 thì đầy. K3 dịch vụ thì hồi giờ là số 1 luôn ha. Anh em nào hay chạy xe dịch vụ là biết là K3 này là chuyên chạy xe dịch vụ rồi. Có nhiều bạn thì chạy gia đình nhưng mà mình thấy dịch vụ Kia nè, Sorento các kiểu đó chạy dịch vụ ít nhiều. Bữa thấy ông Grab chạy 30 vạn Sorento 2019 bảo là chẳng hư gì, không biết K3 được như Sorento không. Ha, ok, vừa nói xong. Sorento á thì được cái là cái dòng xe thì mình nghĩ là nó đời trước, nó cái tên nó thay đổi thôi nhưng mà cái kiểu của K3 với Sorento nó chung máy, nội thất, da ghế nó hầu như là các chi tiết ở trong nó đều như nhau. Do cái bản K3 là cái bản nâng cấp, bản đời mới, nó thay đổi về logo, nó thay đổi về nội thất, nó thay đổi màn hình đó, nhưng mà về cần số, các chi tiết về da ghế, các kiểu nỉ, nói chung là cơ bản là nó y chang nhau. Cơ bản là giống y chang nhau ha. Nên là mình nghĩ K3 mà thay nhớt bảo dưỡng cứ đúng hạn đúng kỳ của hãng thì anh em cứ yên tâm chạy tới câu chuyện luôn. Thì đặt như xe bên đây mình đang chạy tới 35.000 đó, 35.439 cây thì chưa hỏng chứ hư vặt gì, chạy vẫn ầm ầm anh em ha, vẫn ổn định, hiện tại giờ vẫn ổn định, mình vẫn đi bảo dưỡng bảo trì đầy đủ, vẫn ok, vẫn ổn định, không có vấn đề gì hết nhá. Rồi tôn mỏng lắm, tôn vỏ mỏng lắm. Ý da, tôn vỏ mỏng hả, không biết có tôn vỏ mỏng ta. Tôn mỏng thì mình không biết có mỏng không, nhưng mà tốt nhất là đi ra đường cứ cẩn thận. Chứ xe nào, có xe nào mà hốt vô thì mỏng hay không mỏng thì cũng móp hết à. Đó, vậy thôi, đơn giản đi cẩn thận, mỏng hay không mỏng thì đều bị móp thôi. Nhưng mà mình đi, mình giữ xe không bị va chạm thì mỏng hay không mỏng thì xe vẫn còn đẹp, vẫn còn nguyên vẹn. Vậy thôi. Gì đây? Anh có thấy cái thông số chỉnh nhiệt độ điều hòa nó tối không? Chứ em sao em thấy tối mù, đi ban ngày không thấy để chỉnh luôn. Là sao ta? Anh thấy cái thông số chỉnh nhiệt độ điều hòa. Thông số chỉnh nhiệt độ là cái này hả? Anh thấy cái thông số nhiệt độ điều hòa không, chứ em, chứ xe em tối mù, đi ban ngày không thấy, không thấy để mà chỉnh luôn. À, cái màu này đúng không em? Dễ mà. Đây, chỉnh bên đây nè, là mình bấm cộng giảm màn hình nè, giảm nha, giảm nè. Rồi giảm màn hình đâu ta? Rồi giảm nè. Ôi, nó có chưa đã giảm mà. Đâu ta? À, bật cái này. Bật cái này. Giảm. Nó giảm tối màn hình này lại nè, mình nhớ là giảm sáng nè. Đó, tối nè. Không, mày phải đi di chuyển đi hay sao anh em ạ? À? Chỉnh được, chỉnh được. Nè, chỉnh bằng nút này nè, hôm bữa mình chỉnh xong mình mới chỉ anh em rồi.
tăng giảm nhiệt độ, là tăng giảm độ sáng, là đi khi mình đi á. Mình thử ghé được không? Đó tối nè, tối nè. À là tối trên đây thôi ha. À tối trên đây. Còn thử điều chỉnh á. Điều chỉnh nhiệt độ trên đây coi. Setup nè. Setup mình vô hiển thị nè. À, độ sáng nè. Giảm nè. Giảm nè. Giảm màn hình đó mà, này là màn hình đó mà. Không, mình nhớ là cái điều chỉnh nhiệt độ này nó có, nó tối sáng này anh em biết sao không? Vô cái này nè, này đó, chỉnh tăng sáng nè, đó tăng này giảm nè, này cái nút này nè. Thế thì anh em thấy tối anh em bấm nha, sao tự nhiên hôm nay kỳ vậy? Mình bình thường là hôm bữa mình bấm tắt nó giảm đó anh em, nó giảm tối luôn á, nó tối mờ luôn. Mà đi buổi tối á, hình như đi buổi tối cơ, đi buổi tối mấy anh em cảm hình như nó có mấy chỉnh được sao á? Chứ bình thường mình hôm bữa mình cũng chỉnh được. Hôm bữa đi buổi tối mình chỉnh để mình đi nó khỏi bị mỏi mắt á. Mình chỉnh cái màn hình đi cao tốc, mình chỉnh cái màn hình này nó tối lại nè, nó tối sầm lại nè. Nhưng mà giờ ban ngày chỉnh không được luôn nè, chắc buổi tối á. Đó, nút tay này nhá. Đó, vậy thôi, giờ hiểu ý bạn rồi. Rồi ok. Mà còn gì nữa thì anh em đọc một số bình luận của anh em ơi. Xong rồi còn đánh giá xe cho anh em xem. À anh ơi, em rất mê chiếc này, nhưng quan trọng tầm giá 700 em nên chọn K32 chạy hay chiếc lúc a. Cũ em không có ý định chạy dịch vụ. Các bạn cả là lớp của VinFast, lớp A của VinFast, mình nghĩ là một trong những dòng xe hiện tại đang sale giảm giá khá là nhiều, mà dòng phân khúc hạng D nữa. Nên là xe nó rộng rãi, nó đá, nó chạy rất đầm, kiểu chạy rất là sướng nhá. Của lớp, nhưng mà nó đã chạy qua sử dụng rồi. Và thị trường bây giờ là đa số ấy, cái gì đây, đa số là mình nghĩ là bây giờ mình nên chọn một chiếc xe mà phù hợp nhất, thì mình nghĩ là nên cứ xe mới và nhất như Kia K3, xe mới bảo hành bảo dưỡng còn đầy đủ. Còn lớp thì bây giờ nó còn mấy cái đại lý của xe điện nó vẫn bảo dưỡng cho anh em á, nhưng mà mình nghĩ là cái chi phí bảo dưỡng của cái dòng lớp nó bảo dưỡng nó khá là mắc, mà xe chạy lướt rồi nên là mình không thích, mình thích mua xe mới luôn. Xe mới chạy trong vòng 3-4 năm đầu cứ bảo dưỡng đầy đủ là yên tâm, chạy sướng, chạy gia đình, chạy phê luôn, không lo hư hỏng vặt. Mình thì yếu tố của mình là vậy nhá. Thế thôi, còn 700 thì nhiều từ sự lựa chọn nhá. Còn mình không có nói là bạn nên mua chiếc xe này. Xe gia đình có thể anh em lên 7 chỗ chạy gia đình vẫn sướng hơn, rộng rãi hơn. Còn mình thì mình thích sedan, mình mua K3 nhá. Vậy thôi, mỗi người một ý thích, chứ mình không khuyên bạn nên mua chiếc này chiếc kia. Còn chiếc lớp à, mà bạn thấy cảm giác là mua có 400 triệu mà bỏ 700, mình dư được 300 mà để 300 triệu đó bạn làm chuyện khác thì ok, thì bạn mua lớp A. Còn bạn cảm giác mà mua lớp A mà về để mà phụ gia đình, mà sau này sửa phụ tùng các kiểu cho bạn, cứ tính để phụ tùng cho vòng 10 năm nữa, không biết lớp A nó còn chịu trách nhiệm cho mình không. Nó giờ chuyển sang đi xe điện hết rồi, trong vòng phụ tùng 10 năm nữa, lúc đó là đi săn phụ tùng mà thay thế nó lại mắc hơn nữa nhá. Đó là mình không có tư vấn, cái đó mình không có chuyên sâu cái mấy vấn đề đó, nhưng mà mình vẫn khuyên là anh em mua xe mới, xe nào cũng được, mua xe mới trong vòng 3 năm đầu chạy nó vẫn yên tâm hơn. Vậy thôi, đó là ý kiến riêng của mình. Còn anh em có cái nào ý kiến nào bình luận ở trong phần video cứ tham khảo với mình nhá. Anh ơi, xe anh máy 1.6 22.0, 100k hết mấy lít? Ok, xe mình là 2.0. À, 100 cây thì trung bình đi đường hỗn hợp với đường trường, với lại đi đường hỗn hợp luôn rồi khoảng từ 7 lít tới 7.5 lít trên 100 cây. Còn đi vô trong đường cao tốc nó xuống dưới 6 lít luôn, hoặc 6.5 lít. Nhưng mà đa số mình chạy vừa hỗn hợp vừa đường trường, vừa mà vô đường mà thành phố kẹt lắm thì nó mới lên 7.5 lít. Còn bình thường nó xuống ở tầm 6.5 lít tới 7 lít thôi. Nó cứ dao động từ 6.5 lít trở đi, từ 6.5 lít tới 7.5 lít, tùy vào những cái đoạn đường anh em đi lên dốc xuống dốc, leo đèo leo đèo xuống đèo này kia đó. Nhưng mà mình nói là đường hỗn hợp thì nó dao động từ 6.5 lít tới 7.5 lít, nó cứ ở khoảng đó thôi. Còn lên nếu mà lâu lâu anh em nó này nhảy lên cái màn hình đấy lên 8 lít hoặc 9 lít thì anh em vô đường thành phố trời nắng bật máy lạnh nhiều nó kéo quá, thì lúc đó nó mới gọi là mức tiêu hao nhiên liệu nó hơi cao. Còn đa số thì nó dao động từ 6.5 lít tới 7.5 lít. Còn khi lên cao tốc mà với ga bình thường, mình cứ dìu xe ga từ từ á, thì nó rơi khoảng tầm 6 lít, hoặc là có thể nó xuống hơn 5.7 lít hoặc 5.8 lít luôn á. Còn lâu lâu nó xuống tới mức đó luôn.
nhá. Đặc biệt là anh em đi vào trời thời điểm bây giờ đang mưa này, mát, trời mát này, máy lạnh xài tải ít nè, trời mát nè, đi nó rất là thoải mái, nên là không có mức tiêu hao nhiên liệu, nhiều khi nó rất là ít. Còn đi mùa hè vừa rồi nóng rất là nóng á, trời ơi, phải bật máy lạnh đi chơi Sài Gòn thành phố đã kẹt đường mà phải bật máy lạnh nhiều nữa, rồi xong thì nó sẽ tiêu hao nhiên liệu nhiều thôi. Đó, nói chung là mình cứ nói là đường hỗn hợp rơi khoảng từ 6,5 lít cho tới 7,5 lít ở khoảng đó nhá. Vậy thôi, xong. Anh Tâm Đồng Nai khúc nào vậy? Anh Tâm ở Đồng Nai thì anh Tâm ở khúc Xích Lộc Đồng Nai. Có một số cái bình luận ở đâu trên đây nữa này, mình mất cách hả? Anh đánh giá về dàn ghế da của Kia Premium ra sao, có mau xuống cấp không? Mau xuống nha. Mau xuống. Thật sự luôn. Mau xuống là thế nào? Là cái vô ghế tài của mình nặng quá, nó nhão đâu rồi. Còn cái màu ghế của Kia K3 thì màu của nó là màu nâu đen, nên là mình cảm giác nó cũng gọi chả có gì xuống hết. Nhưng cái màu này nó cứ giữ hoài vậy. Ha. Nó lâu vệ sinh nội thất các kiểu thì ok nè. Chứ cái ghế da của mình. Đây. Cái ghế này, phần này của mình ngồi nè. Do mình nặng quá, mình ngồi mình nhão lên nè. Nó nhanh lên nè. Đó, do mình ngồi lâu quá ha. Thì mình ngồi nặng quá. Đó, nặng quá nên thì nó mới dậy. Anh có thể làm nội dung về kỹ thuật ở gì đây, anh có thể thêm nội dung về kỹ thuật xe cho người mới lái hoặc chưa có kinh nghiệm về xe anh. Cái nội dung này hay nè, có thể mình làm nội dung này nhé. Anh có thể làm thêm các nội dung kỹ thuật xe. Ok, mình sẽ làm một cái nội dung này, mình sẽ quay một cái video để riêng để kỹ thuật xe cho anh em. Mình sẽ làm một cái video là riêng cho anh em, tại vì mình đã làm rồi nhưng mà mình sẽ làm riêng cái dạng này cho anh em ha, để đem những bạn mới lái hoặc là những bạn đang tìm hiểu về xe để tham khảo về cách được chỗ nào là nắp nhớt, chỗ nào là nước làm mát, chỗ nào là dầu thắng, bánh xây cua để đâu, kiểu kỹ thuật cơ bản về xe ha. Ok, mình sẽ làm những cái chủ đề đó cho anh em. Rồi, ok. Thì đọc một số bình luận thì thôi. Anh em nào có bình luận thì hỏi mình trong video ngày hôm nay nhá. Rồi, giờ mình xin nhắc lại với mọi người tại sao mà mình mua chiếc xe này. Quan trọng là thích. Giá cả thời điểm đó rất là rẻ. Rẻ thứ nhất, anh ấy biết sao tại sao mình mua một chiếc xe mình rẻ không? Có nhiều anh em mua xe sợ rất đời. Nhiều anh em sẽ mua xe giá nó khá là chua chát. Cái thời điểm mình mua chiếc xe này là tầm 670 triệu 2.0 Premium. Nhiều anh em xã hỏi, ủa ở đâu mà bán được cái giá rẻ quá vậy? Sao mà rẻ quá vậy? Và bản 2.0 Premium mà sao mà rẻ quá vậy? Thứ nhất là mình mua hàng xe vào đúng thời điểm giảm thuế trước bạ, 50% giảm thuế trước bạ. Cái thứ hai là anh em biết tại sao xe của mình rẻ không? Mình mua xe này là xe dạng như tồn kho. Xe này là sản xuất năm 2022, được đăng ký 2023. Nên khi mình mua chiếc xe này, có nhiều anh em sẽ hỏi là trời, mua ba chiếc xe này nó rớt đời, nó rớt tiền. Ok, mình không quan trọng. Mình mua xe mình chạy lâu dài chứ đâu phải mình mua xe mua đi bán lại đâu mà mình sợ bị rớt đời hoặc là mình mua xe bị mua xe rớt đời hoặc là mua xe để mua bán đâu, trao đổi đâu. Mình mua xe mình phục vụ lâu dài, chiếc xe này mình chạy khi nào nó tới quá thôi chứ thì mình mới bán thôi chứ. Nhưng mà lúc đó bán thì chắc là cũng có điều kiện mua xe mới rồi nhá. Đây, không giấu gì anh em. Xe này đâu nè, ngày năm sản xuất 2022 nhá. Đăng ký 2023 2.0. Đó. Ok, đó là một trong những cái vấn đề mình chia sẻ với anh em. Dạ, để mình vô xe mình đóng cửa lại. Đó. Thì nhiều anh em sẽ kêu là mua những cái dòng xe này sẽ rớt đời. Mình không sợ rớt đời đâu. Thời điểm đó mua chiếc xe này khá là rẻ. Mình số tiền mình ở cái tầm đó nên là mình lựa chọn chiếc xe này. Vừa được giảm thuế trước bạ, mua xe 2022 mà bản 2.0 mà lại màu trắng mình thích nữa. Nó quá nhiều yếu tố để mình lựa chọn chiếc xe này. Cho nên tại sao mình sao con ruồi nó cứ vô đây hoài ta? Đó. Ok, mình rồi. Tại sao mình chọn chiếc xe này thì lý do là vậy nhá. Xe thì mua 2022 đang sản xuất 2022, đăng ký 2023 thì coi như là mình cứ hay nói là xe 2023.
Đó, nên là mình nghĩ là đối với mình là vậy quá ổn rồi, giá cả như vậy là quá ok, nên là để mình lựa chọn chiếc xe này. Ok, còn 35.000 cây, đánh giá 35.000 cây rồi thì thứ nhất là trong cái môi trường mình hoạt động là chạy xe dịch vụ, trong 35.000 cây đối với mình là nó vẫn chưa có lỗi gì gì mà gọi là để mình chê cả. Chê cái độ cách âm thì nó của dòng này thì mình nghĩ sản nào cũng cách âm nó cũng không có được tốt thôi, chứ xe sedan mà gầm thấp mà ha, cách âm thì đa số nó mặt bằng chung rồi. Cái vô lăng hơi nặng, vô lăng của Kia K3 đánh lái nó hơi nặng nhá, hơi nặng, sự thật là vậy. Làm mát thì nó hơi lâu, làm mát nhá, làm mát hơi lâu, lạnh nó không có sâu lắm đâu, làm mát hơi lâu nhá. Mùa này mùa mưa nên là lạnh thì không nói rồi, mùa nắng thì làm mát hơi lâu, nhiều khi phải nổ máy đề từ xa cả ngồi là 5 phút á, hoặc là 2-3 phút để cho nó làm mát xe nhá. Rồi cái điểm thích của chiếc xe này thì mình có nhiều điểm thích lắm, nhưng mà giờ chê thì tạm thời chê thì chủ yếu là mới chê mấy cái đó thôi. Còn cái về phanh tay cơ này thì nhiều anh em chê lắm, còn mình thì mình vẫn thích kiểu kéo rẹt rẹt vậy đó ha. Xe bản Bre thì đầy đủ option làm mát ghế các kiểu ha, remote chế độ lái nè, eco nè, sport nè, smart nè, đó mình hay để eco. Rồi màn hình khá là to, thích không cần phải độ nhiều, không cần độ chế, một cục Android box gắn vô rồi điều khiển nhiệt độ hai vùng độc lập bên khách. Rồi mình bấm tắt này đi, thì khách thích tăng nhiệt độ hay giảm nhiệt độ nè, thằng hai là khách tự tắt đi cũng được nè, đó tắt đi nè, bấm thứ này đó tắt nè, đó ok. Loa của Kia K3 thì tạm tạm ổn, còn nước da ghế này thì màu này là màu 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 kiểu tông đen nên là mình không sợ bị dơ, và mình vẫn thích màu da này nhé. Bản Bre 2.0 chạy khá là bốc, chạy sướng, bật chế độ sport đạp sướng lắm đó. Còn không gian thì thích cái điểm thích nữa là nó rất là rộng rãi nhé, rất là rộng rãi, rộng rãi. Nói chung là chê thì chứ không có chê gì nhiều đâu ha, không chê nhiều đâu. Có một cái chê nữa là cái vỏ khá là mỏng, cái vỏ là thế này, cái lốp á thế này anh em, cái độ chiều cao của cái mâm với cái lốp này nó khá là thấp, nên là mình khi mình đi vô mấy cái điểm mà ổ gà mình đi nhanh á, nó sẽ bị phù lốp luôn. Tại vì sao, mình đã bị phù một cái rồi, mình đã bị phù một cái lốp rồi nhé, mình đã bị phù một cái lốp rồi, nên là mình biết mình kéo một cái lốp bánh xe của ở trong á, mình bị phù thế này nè, đi sụp ổ gà cái nó phù cái lốp luôn đấy. Nên là mình cái lốp này thì cái mâm bản to thì đẹp á, nhưng mà cái lốp thì nó hơi hơi cái độ chiều cao của cái mâm cái lốp này nó hơi ngắn, hơi hơi thấp nhá. Thằng này bao nhiêu phân anh em? 3 phân à, 1 phân, 2 phân, 3 phân, tầm này. Như những cái dòng xe 7 chỗ thì cái mâm nó size nó nhỏ hơn ha, size nó nhỏ hơn thì nó ổn, cái chiều cao lốp nó tốt hơn thì nó không có đi bộ mấy đường gờ nó không sao. Giống như mâm của mình này đây, R17, mâm 17 đó đó. Ok vậy thôi, chê nữa thì không biết chê sao đây. Thứ nhất là cái điểm cộng của xe này là cái cốp khá là rộng, cốp xe cốp khá là rộng, để vài ba cái vali. Anh em biết, anh em xem mình chạy xe dịch vụ rồi đó, không biết rồi chạy chạy xe dịch vụ là thấy cái lốp nó khá là, cái cốp khá là rộng, chạy chở chở rất là nhiều đồ. Bánh xe cua thì y chang như là cái bánh thường ở ngoài luôn này, cái chỗ này hơi bừa bộn này, khăn tầm lum ra mình để đây này. Đó ha, đó trước mắt là vậy, nội thất ngoại thất đều đẹp, đều thích. Rồi còn gì nữa để chia sẻ với anh em nhỉ? Thích cái cửa sổ trời đó, khá là chill. Với mình hay quay TikTok mình hay quay mấy cái góc lái xe, quay sao đẹp lắm nha. Đó có mấy cái câu hỏi anh em hay đặt ra là nên mua hay không nên, thì anh em xem review vừa thôi. Mình là người đang sử dụng đây, đi đâu xa mình là cái người đang sử dụng chiếc xe này luôn đây ha. Mình là người cái người đang sử dụng chiếc xe, mình chạy mình quay bữa giờ khá là nhiều cho anh em nhiều video rồi, quay rất là chán luôn. Anh em mua xe đừng có tham khảo trên mạng, đặc biệt bây giờ nó đang có Kia K4 ra mắt thì có nhiều anh em sẽ chờ cái K4, nhưng mà mình theo mình nghĩ là K4 hay K3 thì K4 thì xe Hàn nó thay đổi mẫu liên tục, thì mình nghĩ K3 là cái mẫu mình cảm giác đẹp nhất, còn K4 về thì nó đẹp thì đẹp thiệt á, thì lúc đó anh em chờ K4 mua cũng được. Còn những anh em nào tài chính vừa phải mà thì mình thấy em Kia K3 nó đang giảm giá khá là nhiều, nhiều khi có nhiều chiếc luxury có 500 mấy giấy tờ luôn, có 600 triệu là có sở hữu được một chiếc xe quân thuốc hành xe rồi,
Thì mình nghĩ là Kia K3 hiện tại nó là một trong những mẫu xe 2024 đang là cái mẫu xe vẫn được nhiều anh em lựa chọn. Còn 2024 á thì mình nghĩ qua năm 2025 thì nó chắc nó mới về ha. Chứ còn bây giờ chưa về đâu. Nếu mà có về thì mình sẽ đi review lái thử cho anh em xem. Đó, còn K4 thì anh em cứ chờ đi. Còn bây giờ đang cái nhu cầu mình đang cần xe để chạy xe dịch vụ hoặc chạy xe gia đình thì ngồi chờ đến khi nào xe cộ chờ đợi làm gì? Hết tần suất. Còn anh em nào mà sợ đi chậm với chạy đua với công nghệ, chạy đua với thời điểm hiện tại để có mẫu xe mới nhất, chạy mới nhất thì anh em cứ chạy đua đi. Mình không có chạy đua. Mình mua một chiếc xe phục vụ chứ phải mua một chiếc xe để mà chờ cái ngày xe mới để mà cứ mua xe mới. Hoặc là để cho nó thể hiện mình đang chạy xe đời mới. Có thể thời điểm anh em bây giờ không có tiền, nhưng mà thời điểm 2024 nó ra 2025 nó mẫu xe K4 nó về thì lúc đó anh em có tiền em mua thì cũng không quá ok. Còn thời điểm hiện tại đang cần xe mà ngồi chờ chiếc xe đó về thì thôi khỏi chờ đi, biết khi nào nó về. Ba cái xe mà nó về Việt Nam vài năm sau nó mới về, nó ra mắt rồi vài năm sau nó mới về không à. Tại hiện tại giờ Việt Nam đang tồn kho K3 khá là nhiều nên là giờ đang muốn đẩy Kia K3 bớt đi, nhưng mà giá nó cứ rất là ok thì mình nghĩ là phân khúc C thì anh em nên mua thì được. Nhưng mà mình vẫn mê Civic nha, mình vẫn mê Civic. Civic nó vẫn là một cái gì đó ổn định nhé. Civic nó là một cái gì đó ổn định. Rồi xong, thế thôi. Xem mấy cái video lấy hôm nay một video ở nhà. Ở nhà không làm gì hết á. Quay video chia sẻ kỹ thuật với lại cái video chia sẻ với mọi người một chút nè. Rồi vậy thôi, có gì để chê nữa đâu ha. Có gì để chê nữa. Chê gì nữa giờ. Khen chê có rồi nhờ. Trở lại một số bình luận rồi. Thôi anh em có câu nào có cái gì hỏi thì mình bình luận đi, mình trả lời bằng bình luận đây. Còn video này giờ hiện tại giờ mình chưa suy nghĩ ra để chế gì nữa. Cái bô lăng hơi nặng ha, bô lăng hơi nặng ha. Đó vậy thôi. Rồi 57.000 cây như thế nào, 56.000 cây rồi như thế nào, ổ số 1 vậy thôi. Chả chê gì hết nhá mà mình cảm giác mình chạy vẫn ổn. Mình chả chê gì hết. Hiện tại giờ nó vẫn phục vụ mình khá là ok nha anh em. Đó. Vô lăng lái, cầm lái xe khá là thoải mái, phá chấu, đẹp. Logo cũng đẹp nữa, mấy chi tiết nội thất xong cũng khá là đẹp. Rộng rãi, chạy xe dịch vụ khách ai cũng mê hết nha. Rồi ok anh em. Cảm ơn em rất là nhiều. Cảm ơn anh em đã xem video này của mình nhá. Thôi vậy thôi, anh em có câu hỏi nào muốn mình trả lời thì cứ bình luận thôi. Chắc là mình sẽ kết thúc cái video này tại đây thôi. Cảm ơn tất cả anh em rất là nhiều. Kia K3 Premium. Kia K3 Premium. Mẫu xe quốc dân. Mẫu xe quốc dân. Ui rùi đâu đây. Rùi bu. Ra đây rùi bu. Mẫu xe quốc dân. Rồi vậy thôi. Ổn định nhé. Rồi anh em nào mà có câu hỏi về chiếc xe này nữa thì mình sẽ trả lời với mọi người trong những video tiếp theo. Thì cảm ơn tất cả anh em rất là nhiều đã luôn đồng hành với mình trong những video vừa qua nhé. Còn có một số nội dung anh em kêu về kỹ thuật xe, chắc là mình sẽ làm video sau. Mình sẽ làm video sau chia sẻ với anh em. Kỹ thuật xe hả? Để mình nghiên cứu qua kỹ thuật xe thì mình quay những cái gì để chia sẻ với anh em. Rồi, cảm ơn tất cả anh em rất là nhiều nha. Hẹn gặp anh em trong những video tiếp theo nha. Xin chào.